dê, bạch dê. Hi. Giống bẹt quá ha, bạc dê á. Nó mới được có 4 tháng. 4 tháng hả? Hèn chứ nó hiền. Nó hiền. Hiền lắm mà nói ngay rồi. Cái xe là mà thấy là nó bay trên xe nó ngồi. À, khôn ghê ha. Có đi đây cho nó. Đây dạ. Đây đây.